Thưa quý vị, là một trong số những nhạc sĩ đi đầu trong sáng tác các ca khúc chống dịch. Tới nay thì nhà giáo nhạc sĩ Lê Thống Nhất cũng đã có đến 10 ca khúc viết về những đề tài tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Trong sáng tác lần thứ 10, lần gần đây nhất của ông, thì nhạc sĩ Lê Thống Nhất cũng đã khẳng định niềm tin bất diệt về việc COVID áp diệt vong, cũng như lan tỏa tinh thần lạc quan đến công chúng trong những ngày chống dịch đầy căng thẳng. Bác năm xưa hôm nay vẫn âm vang, càng gần thắng lợi càng nhiều gian nan. Ý chí Việt Nam từng qua lửa thử vàng, cả nước đồng lòng ta tiến tới vinh quang. Theo đó, ca khúc chống dịch thứ 10 của Lê Thống Nhất mang tên Covid ắt diệt vong, do nhạc sĩ Nguyễn Hải hòa âm và nhạc sĩ Lê Hồng Kỳ, trưởng đoàn văn công quân khu 4 tổ chức việc thể hiện. Ca khúc được nhạc sĩ Lê Thống Nhất lấy cảm hứng từ câu nói của Bác Hồ trong thư gửi ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đầu năm 1968. Càng gần thắng lợi, càng nhiều gian nan. Cũng như Việt Nam, dù đang trong những ngày tháng chống dịch cam go, song sẽ sớm cận kề chiến thắng. Không tập trung đông người, khẩu trang vẫn nhớ đừng lơ. Với những câu từ dung dị gần gũi, nhà giáo Lê Thống Nhất đã biến những khẩu hiệu chống dịch thành một bản nhạc âm vang tha thiết như lời nhắn nhủ tới cộng đồng. Không tập trung đông người, khẩu trang vẫn nhớ đừng lơi, khoảng cách giữ không rời, khử khuẩn khai báo kịp thời, cùng bước vào trận cuối. Có thể nói là những cái điều mà tôi nghĩ về ngày kia là đã được nghĩ trước đó rồi. Cho nên một số các ca từ vậy, gần như là được chuẩn bị trước đó. Chỉ thêm vào ca từ nó xuất hiện khi mà cảm xúc thì tôi ngồi viết để ra được cái cảm xúc tự hào của ngành y. Qua đây tôi cũng rất cảm ơn các chiến sĩ ngành y, không nhất cảm ơn tri ân về những cái hành động rất là cảm động, có thể nói là quên mình để vào những vùng tâm dịch. Có thể nói, thông qua âm nhạc, Lê Thống Nhất không chỉ cổ vũ tinh thần của toàn dân tộc chống dịch ở những giai đoạn cam go, tiếp tục truyền thông về 5K và xây dựng quỹ vaccine, mà còn là hy vọng đây sẽ là trận cuối để chiến thắng đại dịch. Ca khúc ngay khi được chia sẻ đã nhận về nhiều sự quan tâm và yêu mến của công chúng. Khẩu trang vẫn nhớ đừng lơi, khoảng cách giữ không rời. Từ quần khai báo kịp thời, cùng bước vào trận cuối. Không chỉ thế mà thôi, lập quy vaccine toàn dân, lập chiến công miễn dịch cộng đồng, Covid áp diệt vong. Cùng bước vào trận cuối, không chỉ thế mà thôi, lập quy vaccine toàn dân, lập chiến công miễn dịch cộng đồng, Covid áp diệt vong. Lập quy vaccine toàn dân, lập chiến công miễn dịch cộng đồng, Covid áp diệt vong.